Ra đi, cô được về phòng. Không phải tôi bị phạt 7 ngày sao thưa cán bộ? Bạn của cô dạo này chơi thân với phó giám thị nên đã xin ông ấy tha sớm cho cô như chị ta. Chắc là sợ một mình bên ngoài sẽ không đối phó nổi với đám kia. Anh ơi, chị có chuyện rồi. Anh đã nói với em rồi, anh sẽ không bao giờ để em thất vọng vì anh một lần nữa. Em có thể đưa đoạn ghi âm này cho công an được rồi đó. Em sao vậy? Con nào con khiếp đấy nó chưa chết. Nó chưa chết. Cứ đem nộp bản ghi âm đó cho công an đi. Còn mẹ chưa chết,
thì thằng con cũng phải rục xương ở trong tù. Anh bị điên hả? Sao tôi lại sai người giết má tôi chứ? Hả? Tụi đó là người của con đã thuê cái đám trong đó giả bộ xử lý mà, để sau này đổ cái đống rác lên đầu của mụ đàn bà kia. Lúc đầu chỉ là hù dọa, ai ngờ đám người đó lại quá tay. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, khi mà anh đã được một phạm nhân khác cứu mạng. Có bằng chứng không? Có nhân chứng không? Tại sao người của anh vẫn chưa ra đầu thú như dự định? Nếu nó không ra đầu thú và khai cho thằng Quân thì đoạn thiêm kia chỉ là một trò hề. Thế mà anh bảo là chúng nó không phản à? Khủng khiếp mà. Tôi thấy chị Dung nằm ngất xỉu dưới đất. Tôi định đỡ chị ấy dậy thì bị đâm sau lưng. Tôi có giật lộn với hung thủ, nhưng do lúc đó đào quá, tôi bị hoa mắt nên không có nhớ hung thủ là ai hết, thưa cán bộ. Là ai? Tôi thật sự không nhớ là ai hết, thưa cán bộ. Chắc cô đã được học nội quy khi nhập trại. Tôi có, thưa cán bộ. Vậy có nhớ phạm nhân phải có trách nhiệm tố giác trung thực tất cả các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy trại giam của phạm nhân khác không? Tôi nhớ, thưa cán bộ. Nhớ sao còn không nói hung thủ là ai? Tôi thật sự không nhìn thấy rõ là ai hết, thưa cán bộ. Báo lại với bên trại, phạm nhân của họ ngoan cố không chịu hợp tác tố giác tội phạm. Đề nghị họ có những hình thức kỷ luật thích đáng. Tôi cứu người là sai sao, thưa cán bộ? Cứu người không sai, nhưng cố tình che giấu sự thật để chuẩn bị một âm mưu phạm tội mới thì sai. Mà sai thì phải chịu phạt. Bác sĩ nói vết thương của tôi chỉ cần sâu thêm vài mm là tôi đã mất mạng. Tôi cứu người là chuyện máu thật, mạng thật. Giờ cán bộ nói tôi âm mưu hại người, muốn trừng phạt tôi cũng xin đưa ra bằng chứng thật, vật chứng thật để tôi được cam tâm, thưa cán bộ. Nếu không cam tâm thì cô sẽ làm gì? Tôi đã không tiếc mạng mình để cứu người thì tôi cũng sẽ không tiếc mạng mình để chứng minh mình không làm gì sai hết, thưa cán bộ. Vậy tôi sẽ càng đề nghị kỷ luật cô. Tôi rất muốn biết cô sẽ liều mạng để chứng tỏ bản thân mình trong sạch như thế nào. Gọi bác sĩ. Dạ.
con nhỏ đó thiệt là. Hỏi bên trại đã xác minh được khi vụ án xảy ra ba nghi phạm đó ở đâu chưa? Dạ, bên họ vừa mới gửi mail cho em. Khi vụ án xảy ra, ba nghi phạm đang ở sân lao động, không có camera giám sát, nhưng có một số phạm nhân khác làm chứng. Em cũng có trả lời lại với bên họ, chúng ta sẽ qua đó làm việc với phạm nhân Phạm Xuân Dung để xác minh lại một lần nữa. Hủy đi, chúng ta sẽ không qua đó. Tạm thời cứ để cho bọn họ nghĩ chúng ta đã buông tay, nhưng báo lại với bên trại, theo dõi kỹ hành động của nạn nhân lẫn nghi phạm. Dạ. Đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên VOON.